Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề đàn ông nghĩ gì về trinh tiết. Các bạn thân mến, nhiều cô gái sẽ nói rằng tại sao chúng ta phải quan tâm đến việc đàn ông nghĩ gì về trinh tiết. Mình nghĩ gì về nó là được rồi, đúng không? Thực ra cũng không sai. Nhưng mà việc chúng ta sẽ hiểu hơn về tâm lý của đàn ông khi người ta nghĩ về trinh tiết như thế nào, nó sẽ khiến chúng ta có những cái ứng xử phù hợp làm sao để tuyệt vời nhất và tốt nhất cho cả hai. Cái điểm đầu tiên đó chính là đàn ông vẫn thích những cô gái còn trinh tiết khi mà cô ấy là một người yêu của mình hoặc là vợ của mình. Tại sao? Mặc dù ở cái thời điểm hiện đại như thế này, suy nghĩ đã rất là thoáng. Việc những cô gái mà yêu sau đó có quan hệ và sau đó không hợp với nhau thì chia tay và yêu một chàng trai khác, nó là chuyện bình thường. Nhưng về đứng dưới góc nhìn của đàn ông thì đàn ông vẫn thích hơn là cô gái của mình chưa có quan hệ với ai hết mà mình là người đầu tiên, thì nó cách thể hiện cái sự chiếm hữu của một người đàn ông. Họ thích như thế. Thậm chí có những người đàn ông khi mà nói chuyện với mình ấy thì họ nói rằng mặc dù biết là ở cái thời điểm hiện đại như thế này, việc có quan hệ tình dục nó là một cái điều không có gì là quá to tát hết, nhưng mà họ biết là như thế, nhưng trong lòng họ vẫn không vượt qua để cái cảm xúc cá nhân của mình ấy, là mình muốn chiếm hữu cô gái ấy một cách trọn vẹn. Nên họ vẫn thích những cô gái trong trắng, nghĩa là chưa quan hệ với ai bao giờ và anh ấy là người đầu tiên. Anh ấy thích như thế. Họ vẫn biết là mình không thể đòi hỏi, nhưng mà họ vẫn thích hơn khi mà cô gái của mình là cô gái chưa quan hệ với ai. Nói điều này không có nghĩa là mình khuyến khích các cô gái là mình không cho các cô gái được phép quan hệ với người đàn ông mà mình yêu trước khi kết hôn. Nếu như các bạn mà yêu một người đàn ông và các bạn cảm thấy thoải mái, các bạn cảm thấy có sự tin tưởng, mình thích, mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể có quan hệ. Mặc dù có thể là tương lai thì chúng ta chưa biết như thế nào, nhưng ít nhất với cái thời điểm hiện tại, nếu các bạn có quan hệ, các bạn hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với những cái hậu quả nó sẽ xảy ra sau đó. Mình tưởng tượng đến cái tình huống mà có thể xảy ra, những cái tình huống xấu nhất đi, thì mình có chấp nhận được không? Nếu thấy chấp nhận được, mình vẫn thích, mình vẫn yêu, mình vẫn hạnh phúc vì ở bên người đàn ông đó, thì các bạn hoàn toàn có thể quan hệ mà các bạn chưa kết hôn. Nhưng mà mình vẫn muốn nói với các bạn rằng một người đàn ông ấy, người ta vẫn thích hơn khi mà cô gái ấy là một cô gái trong trắng. Họ thích hơn thôi, nhưng đó là cái sở thích của họ, còn họ có được hay không thì đó lại là một vấn đề khác, đúng không các bạn? Cái điều thứ hai mà suy nghĩ của đàn ông về trinh tiết ấy, đó là khi ngay cả khi có những người đàn ông nói với các bạn rằng họ không quan trọng trinh tiết đâu, thì thực tế cũng không hẳn đã là như thế. Bởi vì đôi khi ở phần sâu thẳm trong trái tim của một người đàn ông ấy, phần sâu thẳm trong con người của một người đàn ông, người ta sẽ có sự dày vò khi biết rằng người phụ nữ của mình không phải là người đầu tiên của cô ấy. Người ta sẽ tưởng tượng về cái người đàn ông trước của các bạn ấy, đó là ai, tại sao cô ấy lại quan hệ với anh ấy, tình cảm của họ sâu đậm đến mức độ nào. Và có thể là họ yêu các bạn, họ trân trọng các bạn, họ không dám nói ra với các bạn và họ nói rằng không sao hết, anh hoàn toàn thoải mái với vấn đề đó. Nhưng đôi khi từ trong sâu thẳm trong trái tim của anh ấy sẽ có sự dày vò, có sự băn khoăn và có cái gợn mà không khi nào anh ấy có thể trải phẳng được cái gợn đó. Nhiều cô gái trong cái tình huống mà đã từng quan hệ với người yêu cũ và bây giờ có người yêu mới, thì các cô gái lại nhận cái lỗi là của mình, cứ nhận lỗi và xin lỗi. Xin lỗi để người đàn ông đó không rời xa mình, xin lỗi để người đàn ông hiện tại này sẽ chấp nhận mình. Và từ đó các bạn mất đi hình ảnh trong mắt người đàn ông đó. Các bạn cứ nghĩ rằng đó là cách để giữ người đàn ông. Không phải đâu các bạn. Cái mà thực sự giữ người đàn ông đó chính là cái quan niệm sống, cái bản lĩnh và con người của các bạn. Chứ không phải là vì các bạn xin lỗi mà anh ấy quay lại và gắn bó với các bạn đâu. Chính cái sự xin lỗi và nhận hết lỗi về mình trong cái việc mà mất đi cái lần đầu đó, nó sẽ khiến cho người đàn ông coi thường các bạn. Họ sẽ mặc định rằng đó là cái lỗi của các bạn, cái lỗi mà các bạn sẽ không bao giờ có thể sửa được. Chúng ta cần phải có một tư thế khác. Các bạn phải biết như thế này, các bạn phải tự tin về bản thân mình đã, các bạn phải tôn trọng bản thân mình đã, thì người đàn ông kia người ta mới tôn trọng các bạn được. Không bao giờ nhận cái lỗi nào mà không phải là cái sai của mình. Mất đi cái lần đầu đó không phải là cái sai của bạn. Ai cũng đã từng yêu mà, ai cũng đã từng có những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu. Và khi yêu thì chẳng ai nghĩ đến chuyện chia tay hết. Một khi yêu thật lòng chẳng ai nghĩ đến chuyện chia tay cả. Và các cô gái, các bạn cũng đã từng sống với một tình yêu cũ của các bạn. Nó chân thật như thế, quan trọng là nó chân thật và nó đúng đắn, nó tử tế, chứ không phải các bạn là những người lăng nhăng, đúng không? Các bạn không có lỗi gì mà phải xin lỗi cái người đàn ông hiện tại cả. Bởi vì thời điểm mà các bạn có quan hệ với người đàn ông cũ, người yêu cũ của bạn, đó là các bạn có những tình cảm chân thật với người đàn ông cũ. Và thời điểm đó các bạn chưa gặp cái anh mới này, nên chẳng có lý do gì mà đó là cái lỗi của các bạn hết. Từ thời điểm gặp cái người đàn ông mới này, các bạn không làm gì có lỗi với anh cái cả.
cho nên các bạn không cần phải xin lỗi. Còn các bạn cứ thành thật, và bạn mình không khuyên các bạn nên nói dối nhá. Đừng bao giờ nói dối về chuyện tình tiết. Nếu anh ấy có hỏi hãy nói thẳng, nói thật và nói rõ quan điểm của các bạn. Đó không phải là lỗi của em. Em chưa bao giờ có lỗi với anh cả. Bởi vì từ lúc quen anh em không làm gì có lỗi với anh hết. Và hãy nói thật về bản thân mình. Nếu mà anh ấy cảm thấy chấp nhận được thì hãy ở bên. Còn nếu không chấp nhận được thì đó là vấn đề của anh. Các bạn phải biết rằng các bạn đến với cuộc sống của anh ấy, các bạn là những người tuyệt vời, đem đến những giá trị tuyệt vời. Anh ấy sẽ nhận được những điều tuyệt vời đó chừng nào mà anh ấy xứng đáng. Còn nếu anh ấy từ chối một người tuyệt vời đó là bạn, thì đó là mất mát của anh ấy, không phải mất mát của bạn. Anh ấy phải tự mình vượt qua những cái cảm xúc của bản thân để biết rằng người phụ nữ này có phù hợp với mình hay không, mình có cần cô ấy trong đời hay không. Thậm chí đôi khi là trong tình huống này các bạn sẽ phải chấp nhận là có một khoảng thời gian để cho anh ấy phải cân nhắc về cái vấn đề đó. Và anh ấy sẽ không thể chấp nhận các bạn được ngay, nhưng đó là vấn đề của anh ấy. Mình phải có bản lĩnh. Và trong cái thời gian đó thì đừng có suốt ngày nhắn tin cho anh ấy và xin lỗi nhá. Đừng bao giờ xin lỗi vì những cái lỗi không phải của các bạn. Nó sẽ khiến cho người đàn ông coi thường mình. Và hãy bản lĩnh lên, nhận những cái lỗi về mình, và những cái lỗi không phải của mình thì không nhận nhá. Thì đó chính là cái thứ mà người ta sẽ phải tôn trọng và trân trọng các bạn trong suốt những quãng đời mà sống gần các bạn. Cái điều thứ ba về suy tâm lý của đàn ông với Trinh Tiết đó chính là người đàn ông cũng rất căng thẳng trong cái lần đầu quan hệ với cô gái mà biết rằng cô gái ấy, và anh ấy biết rằng đó cũng là lần đầu của cô gái ấy. Anh ấy cũng căng thẳng, anh ấy cũng lo lắng là liệu mình có làm cho cô ấy có những cái trải nghiệm tuyệt vời với lần đầu tiên không. Và nếu như mình làm cho cô ấy không có những trải nghiệm tuyệt vời thì đó sẽ là một sự đáng tiếc như thế nào. Anh ấy cũng căng thẳng giống như bạn ấy trong cái lần đầu tiên đó, cho nên đó là tâm lý của đàn ông. Và cái điều số 4 về Trinh Tiết đó chính là ngay cả khi các bạn là một cô gái trong trắng không có nghĩa là các bạn sẽ có một tình yêu trọn vẹn với người đàn ông đó. Và ngay cả khi các bạn không còn là một cô gái trong trắng đi chăng nữa, cũng điều đó cũng không có nghĩa rằng các bạn không thể có một tình yêu trọn vẹn. Tức là sao? Các bạn có một tình yêu trọn vẹn hay không, đó là thuộc về các bạn, là về cá tính, là về con người, là về bản lĩnh của các bạn. Nó sẽ cho phép các bạn có sống hạnh phúc hay không, và có được người đàn ông trân trọng và yêu thương một cách trọn vẹn hay không, chứ không phải là cái chuyện Trinh Tiết này nó sẽ quyết định được cái điều đó. Bởi vì có thể xung quanh các bạn sẽ có những người nói với các bạn rằng muốn có một tình yêu trọn vẹn với người đàn ông thì phải là một cô gái có Trinh Tiết. Đó là cái điều tiên quyết, không phải. Các bạn có tình yêu trọn vẹn và có hạnh phúc hay không, đó là vì các bạn có phải là một người bản lĩnh hay không, các bạn có tuyệt vời hay không, các bạn có tự tin về bản thân mình hay không, các bạn có thể hiện được con người của mình hay không, cái sự tuyệt vời của các bạn có được thể hiện ra hay không, thì đó mới là thứ nó sẽ cho các bạn có một tình yêu tuyệt vời và hạnh phúc hay không, chứ không phải là cái chuyện Trinh Tiết này nó sẽ quyết định được chuyện đó. Và cái điều số 5 đó chính là một sự thật rằng quan niệm của đàn ông về Trinh Tiết có thể thay đổi phụ thuộc vào việc cô gái ấy là người như thế nào. Có thể với cô gái này anh ấy không thể chấp nhận được cái việc không còn Trinh, nhưng đối với một cô gái khác anh ấy có thể chấp nhận được. Tại sao? Tại vì chính cái thể hiện của cô ấy, chính cái cá tính, cái quan điểm rõ ràng, cái sự chính trực, cái sự thẳng thắn, cái bản lĩnh của cô ấy đã cho người đàn ông thấy rằng cô ấy là một người tuyệt vời. Và có được cô ấy ở trong đời là một điều rất hạnh phúc với mình. Mình có thể vượt qua được hết với cô ấy bản lĩnh. Cô ấy quá thẳng thắn, cô ấy quá tuyệt vời. Đó, cho nên các bạn luôn luôn phải phấn đấu, không ngừng cải thiện bản thân để trở thành một cô gái có bản lĩnh, đem lại những giá trị, những điều tích cực và tuyệt vời cho cuộc sống và cho cái người đàn ông mà các bạn bước vào cuộc sống của anh ấy. Đó mới chính là những cái thứ nó sẽ khiến cho các bạn hạnh phúc các bạn ạ. Đó mới chính là những cái mà khiến cho người đàn ông phải trân trọng và yêu thương các bạn. Các bạn thân mến, đó là những chia sẻ của mình dành cho các bạn trong ngày hôm nay về chủ đề suy nghĩ của đàn ông về Trinh Tiết. Không biết các bạn có suy nghĩ như thế nào, hãy để lại phần comment cho mình. Và nếu các bạn thích video này hãy nhấn vào like. Nếu chưa nhấn vào subscribe hãy nhấn vào subscribe luôn để không bỏ lỡ những video thú vị về tình yêu. Và các bạn đừng quên nhấn vào cái nút chuông ở bên cạnh phím subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi có video mới các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm nhé. Hãy đến với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, em với người yêu mới chia tay hôm qua, nhưng chia tay trong hòa bình chị ạ. Không gay gắt với nhau, em thấy buồn lắm vì em vẫn yêu anh ấy nhiều. Em và anh ấy từ lúc chia tay xong vẫn nhắn tin với nhau, dặn dò quan tâm, anh ấy rất tốt ạ. Chia tay vì em khiến anh ấy có nhiều cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài.
Hiện giờ bọn em vẫn đang nhắn tin quan tâm. Em rất muốn quay lại, em đã xem video của chị về vấn đề này. Vậy theo chị, giờ em có nên tiếp tục nhắn tin với anh ấy hay không? Hay là nên dừng cái việc nhắn tin lại để làm theo cách của chị ạ? Em thật sự rất rối. Từ hôm qua chia tay đến giờ, dù anh ấy rất là quan tâm em và nói chuyện không lạnh nhạt, nhưng em đã nghe theo chị là không nhắc đến vấn đề quay lại. Bây giờ em phải làm như thế nào vậy chị? Em thân mến, chị không biết là em nghe ở đâu mà em lại nói rằng bây giờ em có nên dừng nói chuyện không để làm theo cách của chị. Tức là dừng nói chuyện xong làm theo cách nào? Chị trong cái 5 bước để quay lại với người yêu cũ, chị nói rất là rõ là mình sẽ, nếu mà người ta chán mình quá rồi người ta không nhắn tin cho mình, thì mình sẽ im lặng cho đến khi người ta chủ động nhắn tin với mình. Sau đó thì mình sẽ nói chuyện với tư cách của một người bạn để thể hiện cho người ta thấy rằng mình đã thực sự thay đổi và là một cô gái tốt hơn như thế nào. Chứ chị có nói rằng người ta nhắn tin thì mình im, mình không trả lời đâu không? Chị chẳng bao giờ tư vấn cái như thế cả. Em ạ, bây giờ trong tình huống của em là như thế này, em nhận tất cả các lỗi sai về mình, đúng không? Em có nhận ra là trong thời gian qua anh ấy phải chịu đựng rất nhiều cái sự tiêu cực từ mình. Vấn đề hoàn toàn là ở mình mà, anh có lỗi gì đâu. Mà trong khi sau khi chia tay anh ấy vẫn còn nói chuyện mà không có lạnh nhạt với mình, vẫn quan tâm mình rất là nhiều. Thì đấy là những cái tín hiệu tốt trong tình yêu mà em nên mừng vì điều đó. Nhưng mà vì như thế này, vì bọn em là cái mối quan hệ đã chia tay, nên em phải luôn luôn gắn cái mark ở đây là đã chia tay, để mình hiểu cái giới hạn ở đâu. Chứ không phải là người ta quan tâm mình nhiều thì xong rồi mình cũng quan tâm người ta nhiều, xong rồi mình cứ mặc định là bọn mình đã quay lại với nhau, xong ấy đùng một cái, một ngày mà người ta có một cô gái khác, bắt đầu là mình hụt hẫng và đau khổ. Đương nhiên chị không có nói là mong cái điều đấy xảy ra, nhưng mà mình là một cô gái thì mình phải nhận biết rõ ràng cái vấn đề và cái mối quan hệ của mình là như thế nào. Mình và anh ấy là cái mối quan hệ đã chia tay, không còn là người yêu nữa, và bây giờ đang trong một quan hệ bạn bè. Đương nhiên trong cái giai đoạn này em cần là bạn, cần là bạn với một cái tư thế rất là tốt, là mình mong cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy. Bởi vì thực tế trong quá khứ người có lỗi đều là mình mà, tại vì mình cứ mang đến cảm xúc tiêu cực làm người ta chán, đúng không? Nhưng mà chị nghĩ rằng chắc cũng không chán quá, cho nên người ta vẫn còn thân thiết với em và vẫn còn quan tâm với em như thế này. Thế đấy cũng là một cái tín hiệu tốt mà mình cần phải cảm thấy rằng mình sẽ cần phải nỗ lực hơn và cố gắng hơn và thay đổi bản thân đi. Cái gì nó đã làm mình thất bại trong cái mối quan hệ này thì mình phải thay đổi. Mình đã từng có cảm xúc tiêu cực, mình đã từng trao rất nhiều những cái điều tiêu cực để anh ấy cảm thấy khó chịu và chán nản và khiến cho anh ấy chia tay với mình. Thì mình phải biết cái gì khiến cho mối tình này kết thúc thì mình phải chấm dứt nó ngay và sửa đổi ngay. Ngay cả khi có quay lại được với anh ấy hay không, mình vẫn phải thay đổi vì chính mình đây này. Vì thực sự mình thấy rằng đấy là sai. Mà nếu mình không thay đổi thì dù có bước đến với ai thì mình cũng không có hạnh phúc. Em ạ, cho nên cái việc đầu tiên là mình phải thay đổi chính bản thân mình. Thay đổi từ trong tâm. Luôn luôn nghĩ rằng dù là mình đến với tình yêu hay đến với tình bạn, và cụ thể bây giờ với anh ấy là mối quan hệ tình bạn, mình cũng sẽ mang đến cho người đấy những cái nguồn cảm hứng, những cái niềm vui, những cái sự tích cực, những cái sự thoải mái. Ví dụ đôi khi mình có thể nói chuyện với anh ấy, chia sẻ về cuộc sống, anh ấy gặp áp lực khó khăn trong cuộc sống, mình sẽ truyền cho anh ấy cảm hứng bằng việc kể cho anh ấy nghe những câu chuyện về những người thành công, để anh ấy có niềm tin hơn vào chính mình, để anh ấy phấn đấu cho sự nghiệp của anh ấy, để anh ấy thấy rằng ở bên mình có thêm động lực, để ở bên mình có thêm niềm tin, ở bên mình cảm thấy thoải mái vì có người luôn luôn ủng hộ mình, ví dụ như thế. Nhưng mà tất cả những cái điều này em làm dựa trên cương vị của một người bạn, nó không được quá giới hạn của một người bạn. Có thể là rất là tốt, nhưng mà không được quá thân mật. Không được nói chuyện như cái kiểu mà bọn em đang là người yêu của nhau ấy, đừng nói những câu thân mật nhá. Phải để cho anh ấy nhận ra rằng ôi, một cô gái đang dần thay đổi, trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn, ngày càng đem lại nhiều giá trị hơn. Đó là em, cô ấy vẫn đối xử tốt với mình. Ôi cô ấy tốt quá, cô có một tư thế rất là tốt. Mà chàng trai nào mà có được cô ấy thì quả là một niềm vui của và niềm vinh hạnh của chàng trai ấy. Nhưng mà bây giờ mặc dù tốt với mình, nhưng cô ấy không thân mật với mình như xưa nữa. Mình muốn quay lại với cô ấy, liệu cô ấy có còn tình cảm với mình không? Ôi cô vẫn thân mật với mình, nhưng mình không dám chắc là cô ấy còn yêu mình. Cô vẫn còn quan tâm mình không dám chắc là cô ấy còn yêu mình. Đấy, em phải để cho người đàn ông người ta có cái băn khoăn đấy. Nhận biết rõ cái mối quan hệ của mình là tình bạn, vẫn mang đến nhiều giá trị, nhưng mà dưới tư cách của một người bạn. Người bạn làm gì, người bạn tốt làm gì, mình làm cái đấy. Nhưng không được quá giới hạn, không được quá thân mật, để rồi người ta nghĩ rằng ôi mình còn yêu người ta lắm. Càng thể hiện cho người ta mình còn yêu người ta lắm, người ta càng thấy mình không có giá trị và không có sức hấp dẫn. Em nhá, cho nên là mình vẫn đối xử tốt với họ với tư cách của một người mang đến những giá trị, một thiên sứ, và hiện tại với tư cách của một người bạn.
mình tốt được như thế nào thì mình tốt. Mình truyền đạt những cái thông điệp tích cực trong cuộc sống này, để mỗi lần nói chuyện với mình ấy, anh không cảm thấy những cảm xúc tiêu cực nữa. Nhiều bạn thì cứ tâm sự với chị là những lúc em buồn, những lúc em tiêu cực trong cuộc sống, em thực sự là muốn chia sẻ với anh ấy để anh an ủi em, để anh nói những cái lời ngọt ngào với em, quan tâm em. Đúng, đấy là một cái sai lầm. Một cái sai lầm chết người, mà sẽ giết chết cái tình yêu của các bạn. Đừng bao giờ như thế. Đôi khi trong cuộc sống có những cái khó khăn các bạn phải tự đối mặt, chứ không phải cái gì các bạn cũng nói với người yêu. Có thể một chút thôi thì người ta có thể chấp nhận được. Lúc nào nói chuyện cũng là em kể những cái nỗi đau, nỗi khổ trong cuộc sống xong rồi để anh ấy an ủi, không. Người đàn ông ấy, tại sao người ta bước đến tình yêu với em? Người ta bước đến tình yêu thì người ta phải biết là người ta có được cái gì. À, người ta có được niềm vui, người ta có được sự thoải mái, người ta có được động lực, người ta sống tích cực hơn, người ta sống ý nghĩa hơn vì có em ở trong đời của họ. Đấy là cái lý do thì họ mới muốn ở bên mình. Chứ người đàn ông người ta không muốn cô gái là gánh nặng của mình. Không phải là lúc nào mình cũng phải là người ở đây, xong rồi xử lý tất cả những cảm xúc tiêu cực của cô ấy. Lúc nào mình cũng phải nói những lời ngọt ngào với cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng cần mình phải dỗ dành thì mới được cơ. Có thể là vì người ta yêu em, người ta có thể chấp nhận được điều đó một vài lần. Nhưng người ta không chấp nhận như thế mãi. Bởi vì ở trong cái mối tình này mình không nhận được cái giá trị gì, mà mình lúc nào cũng phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực như thế. Không ai chịu được. Cao thượng đến mấy, tốt đến mấy, người ta cũng không chấp nhận được như thế. Ai bước đến tình yêu cũng mong muốn hạnh phúc và những điều tốt đẹp hết. Không ai bước đến tình yêu mà để trông chờ là mình sẽ khổ sở hay mình sẽ chịu đựng những cảm xúc tiêu cực cả. Người ta có thể chịu đựng một thời gian, người ta không chịu đựng được mãi. Cho nên đây là một cái tâm lý mà mình phải hiểu. Em cũng thế thôi. Em bước đến với một người đàn ông mà người ta mà lúc nào người ta cũng cho em cảm xúc tiêu cực, người ta cũng làm em khổ, làm em khó chịu, rồi suốt ngày than vãn thế này kia. Em có muốn ở bên cạnh một người đàn ông như thế không? Không. Đúng không? Người đàn ông người ta cũng có tâm lý hoàn toàn như vậy. Cho nên là em cần phải hiểu để thay đổi bản thân này, trở thành một người tích cực hơn này, để người ta thấy rằng ở bên mình là mình có những giá trị, mà người ta có thể nhận được những cái giá trị đó. Người ta có lý do để người ta yêu mình. Cái thứ hai nữa, mình cần cho người ta thấy rằng cái cô gái tốt đẹp tuyệt vời đây, ngày đang càng thay đổi đây, không phải là người yêu của anh ý. Mình không nói thẳng ra, nhưng mà với cái sự quan tâm, mình chỉ quan tâm và dừng lại ở mức độ bạn bè thôi. Sau đó mình vẫn tập trung vào cuộc sống của mình. Mình có thể là dành nhiều thời gian hơn cho cái việc là tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao, học thêm những cái khóa học mới. Mình có thể đi du lịch với bạn bè. Có thể trước đây là tại vì có người yêu, mình chẳng mấy khi đi du lịch với những cô bạn gái của mình. Bây giờ mình đi. Mình đi, mình tận hưởng cuộc sống, tận hưởng cuộc sống tự do. Tự dưng là mình cảm thấy ôi, không có đàn ông, cuộc đời mình vẫn vui đến thế nào. Tận hưởng quãng thời gian đấy. Em càng hạnh phúc bao nhiêu, em càng bản lĩnh bao nhiêu, em càng vui bao nhiêu, thì đấy là người đàn ông kia người ta nhìn thấy được cái sự thay đổi của em. Người ta càng khao khát muốn có lại em hơn. Cho nên á, cái việc mà mình muốn quay lại không phải là cái thứ mà mình sẽ nói, nhưng mà mình sẽ thể hiện để thúc đẩy anh ấy có cái mong muốn, có cái khao khát là muốn quay lại với mình. Bởi vì cái cô gái tốt đẹp này đây đang dần trở nên hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, mang lại nhiều giá trị hơn. Cô ấy đẹp từ trong tâm, mà cô ấy vẫn quan tâm đến mình với tư cách một người bạn rất tốt, nhưng cô ấy lại không phải là người yêu của mình nữa. Đấy, chính cái điều này nó mới thúc giục cái người đàn ông mà muốn quay lại với em. Và người ta sẽ phải nói những cái câu này câu kia để hỏi em liệu em có còn yêu anh không. Cho nên hãy nhớ những điều chị nói nhá. Chị không bao giờ nói với em là em phải dừng để không nói chuyện với anh ấy cả. Mình đang muốn quay lại mà, chứ không phải mình muốn kết thúc cái mối quan hệ này đâu. Trừ khi là mình muốn kết thúc cái mối quan hệ này thì mình sẽ không liên lạc. Hoặc là vì người ta chán quá rồi người ta không liên lạc với mình, thì mình dừng lại. Nhưng bây giờ người ta vẫn liên lạc với mình và vẫn có thể là làm bạn với mình. Tại sao mình không tận dụng cái cơ hội này để người ta nhận ra cái sự tốt đẹp của mình? Đúng không em? Cho nên là mình đừng hiểu lầm cái ý mà chị nói nhá. Mình phải tỉnh táo và mình phải cho người ta lý do để người ta muốn được ở trong cuộc sống của mình. Để người ta có cái lý do để người ta quay lại với mình. Cái gì trên đời này nó cũng phải có lý do hết. Không ai muốn quay lại với một cô gái tiêu cực, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ suốt ngày nghĩ cái cách này cách kia để thâu tóm người khác, hoặc là có những cái suy nghĩ nó không trưởng thành, không chín chắn cả. Em ạ, để có được trái tim thực sự của một người đàn ông thì mình phải chân thành từ trong tâm mình đã. Khoan hãy nói là mình liệu có thể quay lại với anh ấy hay không, nhưng cái điều quan trọng nhất là ngay cả khi bây giờ là bạn, anh ấy có một người bạn tốt. Đấy là cái giá trị mình có thể mang đi. Thì dù có xảy ra cái điều gì mình vẫn cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, bởi vì với những cái thứ mà mình đã cống hiến cho cuộc sống này. Em nhá, thì đấy là những cái chia sẻ mà chị muốn chia sẻ với em. Và hãy tiếp tục thực hiện 5 bước để quay trở lại với người yêu cũ đi. Chị thấy rằng nó rất là hiệu quả đấy. Đồng thời lắng nghe những cái điều mà chị đã chia sẻ với em, ứng dụng vào trong tình yêu này. Chị hy vọng rằng em và anh ấy sẽ sớm quay trở lại với nhau, bởi vì những cái tín hiệu trong tình yêu của em nó rất là tốt.
vì nó không nghiêm trọng như một số những cái tình huống khác. Người đàn ông không liên lạc với bạn ý trong thời gian dài, thậm chí bạn ý còn nhắn tin không trả lời lại cơ. Thế mà sau một thời gian ứng dụng 5 bước để quay trở lại với người yêu cũ, bạn ý vẫn có thể quay trở lại được. Thì chị nghĩ rằng đối với em có lẽ đấy không phải là một điều khó đâu. Nhưng mà mình cũng không chủ quan. Điều quan trọng nhất là gì? Mình thay đổi bản thân mình. Thay đổi vì chính mình là cái điều đầu tiên. Sau đó mới là cái lý do là để anh ấy quay lại em nhá. Bởi vì một khi em mình đã đủ tốt rồi thì dù đặt mình ở đâu thì mình cũng vẫn hạnh phúc em ạ. Chính mình làm chủ hạnh phúc của mình chứ không phải là người đàn ông sẽ làm chủ hạnh phúc của em. Đương nhiên anh ấy sẽ là một trong những thành phần tạo nên cái hạnh phúc của mình nó viên mãn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy là người quyết định nó. Dù thế nào mình cũng phải hạnh phúc, thì đấy chính là lý do để anh ấy quay lại với em nhá. Chị hy vọng rằng những cái điều hạnh phúc nhất sẽ đến với em và em sẽ sớm quay lại được với anh ấy và cùng vun đắp một cái hạnh phúc bền lâu và lâu dài. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thích những chia sẻ của mình, hãy nhấn vào like, subscribe và share. Và nếu như các bạn cũng muốn mình trở thành một trong số những người may mắn được mình tư vấn trong các video, thì các bạn cũng đừng quên vào trang fanspage có tên là Toàn Nguyễn để các bạn có thể nhấn vào theo dõi và sau đó để lại tin nhắn cho mình. Các bạn lưu ý là mình cũng sẽ không trả lời trực tiếp những cái tin nhắn của các bạn nhé. Mình không trả lời trực tiếp bất kỳ một tin nhắn nào cả. Mình sẽ chỉ tập trung lại và chọn những cái tin nhắn may mắn và tư vấn trên video mỗi ngày thôi. Mình hy vọng rằng các bạn cũng sẽ hiểu bởi vì tin nhắn quá là nhiều. Mong các bạn sẽ thông cảm nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.